Dạ vâng, lời nói đầu tiên xin được gửi đến tất cả quý vị cũng như gia đình của Thu Phú của chúng ta ngày hôm nay, lời chào thân thương nhất. Và cũng xin nhân dịp Giáng sinh thì cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị sẽ có một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp bên người thân và gia đình. Và mùa xuân cũng đang cận kề, chúng ta cũng sắp sửa bước qua năm mới 2021. Thì chúng tôi cũng sẽ nghĩ đến một ca khúc tràn đầy trong không khí lời hôm nay, cũng mang một chút sắc xuân, ca khúc Thì Thầm Mùa Xuân. Và xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.